Mùa này là mùa gì thế? Mùa này là mùa lễ hội nè em ơi. Ngoài trời nhìn toàn là ghế, vì đồ nhiệt thì không phải bàn đi thôi. Hè thì chẳng cần phải lắng lo chi, làm điều gì lạ và mới hơn đi. Một ngày đẹp trời có mấy đôi khi. Ta đi lên núi hay lên đồi, băng qua suối hay đi chơi hội, vứt tầm mắt ra xa ngắm nhìn thế giới, trải nghiệm điều mới vui tung trời, nụ cười sẽ theo ta muôn nơi. Hè đến sao không vô tư em ơi. Trời xanh xanh.